Nói về trẻ hóa thì có rất là nhiều thứ để nói, nhưng mà xu hướng trẻ hóa mới nhất thì các bạn biết là cái gì không? Nó sẽ không phải là BAP, nó sẽ không phải là tiêm meso, nó sẽ không phải là những cái gì mà các bạn đã biết đâu. Hay là những cái thành phần biostimulator thì cũng đã là mới nhất rồi đúng không? Nhưng mà nó còn mới hơn cả cái mới nhất mà các bạn đã biết nữa, đó là hybrid filler. Trẻ hóa harmonica, đây là một cái sản phẩm của nhãn hàng Allergan. Đây các bạn thấy không? Đến từ nhãn hàng Allergan là đủ hiểu cái độ uy tín của nó như thế nào rồi đấy. Và tại sao nó lại mới nhất? Bác Trang mà đã nói mới nhất thì đúng là mới nhất đấy nha, không thể là mới nhì được nhá. Trẻ hóa harmonica, đây là một cái sản phẩm nó được kết hợp giữa thành phần tăng sinh collagen là canxi hyaluronic, canxi HA lên tới 55%, và kết hợp với HA dạng Crackling 20 mg. Thì khi kết hợp hai cái dạng này, các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả ngay lập tức sau khi tiêm. Đồng thời khi HA được hấp thu dần thì canxi HA sẽ tăng sinh collagen, và các bạn sẽ thấy là cái hiệu quả nó lưu giữ được rất là lâu, và cái da nó được tăng sinh thực sự nha các bạn, chứ không phải là như filler HA là chỉ căng về mặt thể tích nhưng sau đó thì hấp thu hết thì hết. Mà canxi HA kèm theo trong cái sản phẩm này chính là cái mà giúp cho da của chúng ta có được cái độ đàn hồi và tăng sinh thực sự. Và mình là một người rất là say mê với các dạng tăng sinh collagen, bởi vì mình muốn có một cái vẻ đẹp tự nhiên, muốn lưu giữ được cái thanh xuân nó một cách tự nhiên ấy. Các bạn sẽ thấy là khi mà tiêm HA filler ấy thì kiểu gì nó cũng không tự nhiên. Dù các bạn nghĩ là nó tự nhiên nhá, nhưng mà kiểu gì nó cũng không tự nhiên. Sau khi các bạn tiêm nhiều lần, chắc chắn nó không tự nhiên, bởi vì cái HA nó không có tăng sinh được nhiều. Mà chính vì thế nên là người ta phải kết hợp với những cái dạng biostimulation cùng với nó để nó có được cái hiệu quả lâu dài. Và cái quan trọng nhất trong cái trẻ hóa chính là cái lượng collagen elastin và cái hệ thống gọi là mô liên kết của chúng ta bị sụt giảm, chứ không phải là chỉ có volume, các bạn chỉ tăng cái volume không lên thì nó không có đánh vào bản chất. Thế nên mình sẽ có riêng một cái gói gọi là trẻ hóa harmonica và dành cho những chị mà hơi lớn tuổi một chút nha, bởi vì thực sự nó rất là mắc tiền, nó mình nghĩ là nó mắc nhất trên thị trường bây giờ. Mình phải mang từ Pháp về đó, chỉ có 5 hộp thôi và ở Việt Nam chưa có luôn, nhãn hàng Allergan cũng chưa có mang sản phẩm này về vì nó quá mắc. Thì mình nghĩ là bán ra thị trường Việt Nam cũng cái giá sẽ là siêu cao, nên là các bạn sẽ phải chi trả cho nó khá là nhiều tiền để có thể được hưởng cái dịch vụ này.